Hai mọi người, mình đang có mặt ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là một trong những cái tỉnh cũng giống như tỉnh Trà Vinh, có rất là nhiều những cái ngôi chùa Khmer. Bây giờ mình sẽ ghé cái ngôi chùa này cho các bạn xem. Đây là cái ngôi chùa người ta gọi là chùa chén kiểu, bởi vì những cái trang trí trên vách tường của ngôi chùa đều làm từ những cái miếng sành, miếng sứ ở trên những cái tô, những cái chén mọi người, cho nên gọi cái ngôi chùa này chùa chén kiểu. Bây giờ mời các bạn đi theo chân mình đi vào trong ngôi chùa xem như thế nào nha. Nằm trong hệ thống chùa Khmer Nam Bộ tại Sóc Trăng, chùa Chén Kiểu được biết đến như là một trong những ngôi chùa có phong cách kiến trúc độc nhất vô nhị, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các du khách ghé thăm. Nét nổi bật nhất trong ngôi chùa này là ở những bức tường. Không phải những bức tường được tô bằng xi măng, tường của những ngôi chùa này được ốp bởi những cái mảnh chén, dĩa, sành sứ nhìn rất là độc đáo, nhưng vô cùng thẩm mỹ, đẹp mắt. Chùa Chén Kiểu còn được gọi là chùa Xà Lôn, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng khoảng 12 km, hướng về Bạc Liêu đó mọi người. Chùa có tên theo tiếng Khmer là Wat Sorolon, để dễ phát âm từ Sorolon được đọc chạy thành tiếng Xà Lôn. Sorolon tiếng Khmer có nghĩa là nguồn gốc từ một con trạch chạy dọc theo đường làng ở trước đây. Chánh điện của ngôi chùa rộng rãi thoáng mát với 16 cột to, quanh các cột đều có được chạm khắc những cái hình nổi trong truyền thuyết văn hóa Khmer. Hai bên có nhiều các bức tranh vẽ kể về câu chuyện Đức Phật Thích Ca từ khi sinh ra cho đến khi đắc đạo. Các bức tường được trang trí đặc biệt bằng những cái mảnh vỡ chén dĩa. Gian thờ chính là một quần thể gồm 20 tượng Phật lớn nhỏ, được đứng nằm theo nhiều tư thế khác nhau, bố trí hợp lý và mỹ thuật. Khói hương nghi ngút, ánh sáng của các ngọn đèn tạo nên cái sự tôn nghiêm của ngôi chùa. Năm 1815, chùa Chén Kiểu bắt đầu được xây dựng bằng các vật liệu như là lá, gỗ, đất, như bao ngôi chùa Khmer khác. Trong thời gian chiến tranh thì dưới sự tàn phá của bom đạn, ngôi chánh điện của ngôi chùa đã bị hư hại nặng. Đến năm 1969, ngôi chùa được xây dựng lại với các kiến trúc như ngày nay, bao gồm chánh điện, sala, tháp bảo, nơi để sách kinh. Ngoài ra thì hiện tại ngôi chùa được xây thêm các khu cho các sư ở sinh hoạt và một cái khu để dạy học về Phật giáo nhà Phật đó mọi người. Trong quá trình xây dựng thì do thiếu các vật liệu nên các nhà sư đã nảy ra sáng kiến là quyên góp chén dĩa từ bà con trong phum sóc để ốp lên tường. Phum sóc có nghĩa là những cái làng, những cái xã ở trong tiếng Khmer mọi người. Cái ý tưởng này vừa để tiết kiệm các chi phí, vừa tạo dựng các họa tiết gây ấn tượng,
Cũng từ đó mà cái ngôi chùa này có tên là chùa Chén Kiểu á mọi người. Các nghệ nhân người Khmer đã khéo léo tận dụng các số chén dĩa này để làm các bức tường, cột tháp, tạo nên những công trình kiến trúc hài hòa, ấn tượng. Những đồ còn mới được ốp trực tiếp lên tường hay làm thành những hàng rào bao quanh hoặc là những cái cột. Ở giữa sân chùa Chén Kiểu là một cái cột cờ lớn với hình tượng là rắn thần Naga xòe đầu năm cánh. Rắn thần Naga là mô típ trang trí quan trọng trong nghệ thuật điêu khắc của Phật giáo Khmer. Người Khmer Sóc Trăng nói riêng và người Nam Bộ nói chung chịu ảnh hưởng từ Phật giáo của Ấn Độ và là Phật giáo về Nam Tông mọi người. Chính vì vậy, họ chỉ thờ các Phật Thích Ca mà không thờ các vị Quan Âm hay Bồ Tát khác. Hơn nữa, người Khmer tin rằng tổ tiên của họ chính là mẹ rắn, nên có tín ngưỡng là thờ rắn và các hình tượng của những cái loài rắn. Cái này là mới xây gần đây hả cô? Hay là xây lâu rồi? Con thấy cái này là nó mới nhất nè. Cái tòa này là mới nhất. Sư nói không có xương đâu. Dạ, dán không lại xương, mới. Không nước xương gì hồi nào tới về. Dạ, cái này là nó ghi 1969, vậy là lâu lắm rồi cô hen. Nhưng mà nó có xúc nữa, rớt rồi đó. Dạ. Cái gạch đó, cái này là gạch Nhật không đó nha. Dạ. Mất tiền đó. Mua đồ này là mất tiền. Cô bán ở đây lâu chưa cô? Cô bán ra mấy đây lâu chưa? À, hồi đó thì cũng có cắm không bán, vậy nào dạ. Bán thì bán. Nhà cô gần đây nè, siêu dạ. Sạch nè.
cũng thử. Nhưng mà được cái dụ như mình vô mình phụ giúp chùa này kia họ cũng... Tại mình ở không gì đó, mình đứng đây vừa bán gì kia, chứ công việc đúng nhà rồi. Mình cũng tùm lum mà. Tại cô bán ở nhà hay dám dắt khách thì cô lại đây. Dạ. Chung là mỗi tòa nó có mỗi chức năng khác nhau thì sao cô? Không hiểu cái đó. Cái này hồi xưa nhất luôn, hồi đó có cái này trước nè. Ôi là cái này là đầu tiên luôn. Cái này. À cái này trước, cái này trước không? Cái bên đây nè. Dạ. Cái này cứ làm từ từ thêm nè. À. Vậy cái kia cũng sắp sửa làm nữa hả? Chùa coi như xây dựng ngoài. Dạ đúng rồi. Bạc vô rồi ra chứ không lẽ chỗ du lịch làm đó. Dạ. Ở dưới còn thấy có cái chỗ đó để xây cho dạy học hay sao luôn á? Có đâu. Bên kia. Kiểu như dạy vật học nữa hả cô? Ừ, học sinh học bây giờ làm mới làm vậy đó. Nên mới làm xong nè. Bởi vì tính làm mới kia nữa kìa. Dạ, mới làm cái tung tung đó, mới làm xong cái này. Dạ. Ta nói cho nó cũng 100 triệu hả? Cái nào con? Cái nào? Tung tung đó, cái gì đó. À, mỗi cái chòi chòi vậy đó. Cái chòi đó, mình gõ cái này có thấy đẹp lắm. Dạ, trưa khách ta ngồi kia. Chùa Chánh Kiểu là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Sóc Trăng, là một địa điểm hành hương tâm linh không thể thiếu đối với người dân ở đây cũng như các người dân ở các khu vực khác. Đến với chùa Chánh Kiểu thì ngoài việc ngắm nhìn cái kiến trúc độc đáo của ngôi chùa, du khách còn có thể tìm hiểu về văn hóa của người dân Khmer. Với những cái bạn mà hay yêu thích khám phá hay đi check-in như mình thì những cái công trình cổ kính như thế này là một cái địa điểm rất là lý tưởng. Bởi vì ở trong các góc của ngôi chùa đều có thể làm một cái background để cho mình quay phim hoặc là chụp hình. Khi mà up lên Facebook thì chắc chắn sẽ được rất nhiều like luôn á mọi người. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để xem thêm nhiều vlog khác của mình mỗi tuần nha.